Giám đốc Quyết lại chụp ảnh cho anh em bên Viettel Post đi. Vào đây. Tùng vào rót rượu đi. Bây giờ là đến lượt anh em Viettel Post là rót rượu. Thằng gì kia nhỉ? Rót. Đây là anh Trần Linh, giám đốc Viettel Post. Anh sót cho được không? Để anh Quyết rót. Đây Em cứ mạnh dạn rót đúng cái tiêu chuẩn Viettel thôi. Đây nữa nữa. Ui chứ không được. Viettel không là hay. Linh ơi, cho tươi tươi vào. Đấy đúng rồi. Ui bắt đến hai tay mà không hết thì chẳng lắm. Đây. Được rồi, uống đi. Nào, bắt tay này uống đi. Em nói em đâu. Trước hôm sau là đang say rồi. Là uống một tí nữa đỡ tốn rượu, nó lo cái gì cái việc đấy. Cả buổi sáng này sắp hết chứ. Nào đến lượt tính hết rồi anh Tùng. Mình phải làm được thì mình phải nói người ta ạ. Em ơi, anh nhờ tiếp vụ sự việc em thì đứng đây có rượu đúng không? Sợi. Sao mà bóp rượu vậy? Còn anh đang kèm mình rượu đây. Lúc nào anh ngã thì vợ anh mới nâng. Các lãnh đạo gọi các nguyên thủ ấy, người ta đi uống quan hệ ấy, là về đầy là bao giờ có những gọi là trợ lý hoặc là uống trợ lý này em tay gái. Cái này có phải khởi không? Sao nó cứ như kia đấy? Không update đi. Đâu, cái này là em chưa ấy. Chưa xem, chưa dặn. Em vừa mới lấy mà. Em chưa xem cái này. Mấy đứa em cũng đấy. Em ơi, sao để cái này là mày à? Liên quan gì vậy? Không, em update lâu rồi. Đây là nó ghi ở ngoài thôi. Trước mặt cái đúng không? Ừ, nhân tiện. Em khai trương luôn cái miếng dán này cho anh nhé. Ok. Mới lấy à? Em vừa mới lấy được khoảng độ tầm 1 tháng. Chú ơi. Anh Tung. À chị Hoa. Rồi ok. Anh Tung. À anh cho em mượn máy. Đây là hai vợ chồng nhà anh Trần Linh. Đây tôi nói Hoa nhá, nãy giờ ông Linh ông uống đấy. Ai bắt ngồi cho bảy nhóc uống đấy mà bà không uống được. Rượu hả? Rồi mình không thích lắm thì Nào. Nhưng mà sao mà để cái thu mình cảm thấy mình vinh dự khi mình ngồi đây tất cả mọi người không cứ quay mặt mình nữa. À nhìn kìa. Chán chán rồi đấy. Hết đi. Nói được làm được. Không có trình bày. Một là rượu. Không có chuyện. Chú bảo vợ chú uống, hai là chú uống. Đây chú nói là chú tay. Ôi hoài làm việc đi em ơi. Tôi nhanh để cho người khác người ta làm việc. Anh Sơn xuống hả chị? Thế. Anh ơi cũng biết là. Đây. Tình hình nó là. Anh Trương vào rót rượu cho anh nhé. Anh nói. Đây. Là sao? Là anh em quan điểm tí nữa lúc anh nói thì cô im mà cô im thì đừng nhảy không? Vào mồm anh à. Em biết nói gì mà nói thì anh bảo anh nói cô im anh nói như anh nói thì em mới ngồi đây đã cãi nhau rồi.
cơ. Điện mày à? Đó đấy. Vừa nãy từ anh phím em. Mà ông Trung là tổ trưởng dưới đây nhá, không phải ở đây nhá. Anh là tổ trưởng. Trưởng ban tiếp rượu nha. Anh Nguyễn sao nó tin nó tắt lại. Anh xem này. Chưa lấy chồng rồi này. Hoài ơi, tức là Hoài ơi. Nhìn cái chén rượu của Hoài ơi. Nhìn cái chén rượu nhưng mà cháu cũng cầm lên được à? Không thấy xấu hổ à? Nhìn cái chén rượu như vậy mà không thấy xấu hổ à? 2023 mà ạ. Còn non và xanh nhá. Rất là nhiều người. Cố gắng thì sao được 2023 thì mình cố gắng không phải hơn nữa. Hai thầy làm việc. Năm mới anh em, năm mới nha. Chưa? Xong rồi. Anh cũng phải uống. Quan điểm anh Trung anh bảo. Anh Trường 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 vào đi để anh ấy nhá. Trường vào uống á. Vào vào. Anh quay mà. Này này công này công. Tông Nam ơi. Để Tông Nam ta làm chén đi. Chứ đỡ thì sẽ làm người chè. Ơi, cảm ơn. Chúc mừng năm mới nhá. Năm mới. Để thôi, từ giờ tí nó chụp ảnh chắc hết này. Chụp ảnh xong say lắm. Sao? Vào, 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 vào đi giám đốc. Ra, năm mới. Chụp linh cái. Lại về gió thôi, cứ chụp ảnh lại uống. Năm mới thì có gì thì chờ cho chụp ảnh ấy, chụp trưởng linh cái. Đấy là quay video luôn đây này. Không, tí nữa cắt được mà. Nhưng mà chụp chụp đi Trường. Tới này cái đường mà đi qua nhà Linh ấy là nó đặt tên là đường Hoàng Diệu. Hoàng Diệu. Hôm nay là tất niên của Viettel Yên Thủy. Chụp nhiều mà. Chụp nhiều yên tâm. Các thầy cứ uống đi. Quan điểm là nốt cái này nhá, thôi nhớ chụp cho tí kìa. Cái đường quay từ sáng làm hết cái chai kia rồi. Kia này giám đốc Nam ạ, năm chén rồi. Đó chụp rồi. Đây anh Nghĩa đây. Nhân viên ưu tú của Viettel Yên Thủy. Bùi Duy Diệu. Đây là ban tiếp rượu anh em nhá. Đại đại. Em vừa uống à? Em vừa uống đấy. Cái chén đấy vừa rót. Em phải bỏ cho từ đây cho nó ngang ngang tầm. Mình đang ngồi các bậc cao thủ mà nguyên thủ em. Đấy 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 bắt đầu bắt đầu. Chúc mừng năm mới thôi. Vâng từ xin phép từ. Cho đồng chí Nghĩa thì báo cáo với anh thì 2023 cũng chưa có gia đình. Mình cũng thêm một tí là cho bạn có gia đình thì nó sẽ đẹp hơn. Sai quá không? Anh yên tâm. Chị nó đeo hơn. Rồi chúc mừng năm mới. Từ 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 từ. Nào. Bắt đầu. 2 3. Trời ơi. Cái chén này nhỉ. 2 chén vào nhá. Một chén là được. Lỗi à anh nhỉ? Chén để vừa đi đám cưới về. Ôi à, không được rồi, nghe mà để anh chung cái này thì kiêng năm mới là nó kiêng năm mới anh. Năm mới, năm mới 2023 nó phải phát triển hơn năm 2022. Năm nay chúng ta thành công rồi, năm 2023 nữa. Thành công nữa. Dùng cái đấy. Dùng. Thay mặt đảng chính phủ cảm ơn anh nhé. Còn lại nhái, nhái đảng chính phủ đó. Đi công trình chúc mừng xuân của giám đốc Quyết VTT. Vào nước đây Phong ơi. Đây, công tác chuẩn bị tiếp khách có mỗi một chai rượu thôi chết đi. Chết trung trưởng ban đây đâu đang rót rượu ông bảo chết. Là ông đứng gọn bạn à, quan điểm bây giờ đến hết lúc là phải hết cái chai này lúc cho gia đình anh chị lúc thằng này này nó phải làm cái bộ ngoại giao đấy, phải đi cáo dây rồi phải đi đây rồi có thôi, có rồi yên tâm, có ảnh để Linh chụp ảnh em vội thì uống trước đi. À, em ơi, em cho ghế dịch vào trong thảm đỏ đi, mình là nguyên thủ mà em. Mình có phải rất đen đâu. Thế này anh không được rồi. Đây, đây nhìn anh em ơi. Rồi, hàng chí cạnh nhau uống đi. Đấy chứ à. Bừng hết. Ôi giời, nhớ mày đừng để anh kết anh như thế, người ta rông ra. Đầu xuân năm mới ai lại làm thế anh nhỉ trời. Quê hương Yên Thủy cơ mà. Ơ ạ. Rồng nhà đấy anh ạ. Lộc nhà đấy nhá. Cái này chứ đã thế. Anh Trung ơi.
chiếc cho thằng cứ này. Quay lắm đông thông ra. Trong ơi. Quỳnh ơi. Quỳnh. Quỳnh gọi đi chiều hôm nay chiều. Chiều. Không dùng nữa đâu. Lần đầu tiên tôi phép tôi gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, vậy là năm cũ đã trôi qua, một năm mới với những buồn bề thăng trầm và thăng trầm nhọc nhằn vất vả, nhưng bên cạnh đó là những niềm vui, những kết quả mà Việt Nam huyện Yên Thủy đã đạt được hôm nay. Hôm nay trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, năm Quý Mão, năm 2023, chúng ta cùng sum họp quây quần bên nhau, cùng giao lưu, cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau những gì mình đã đạt được và những gì chưa đạt được ở năm 2022. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo Viettel tỉnh có ông Lê Đức Phong, phó giám đốc chi nhánh chương trình Viettel Hòa Bình, đại diện chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ban kế hoạch tổng hợp chi nhánh công trình Hòa Bình, đại diện chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Viettel huyện Yên Thủy, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Xuân Quyết, giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hàng trực tiếp Viettel huyện Yên Thủy, đại diện chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng với đó là sự có mặt của các ông bà trưởng chi cục, cửa hàng trưởng, cụm trưởng bán hàng trực tiếp, cụm trưởng điểm bán, giám đốc kinh doanh cụm kỹ thuật Lạc Sơn Yên Thủy, đại diện chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và phần quan trọng không thể thiếu cho hôm nay là những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng của các cán bộ công nhân viên, họ là những tiền tuyến hậu phương vững chắc để cho chúng ta yên tâm công tác, đại diện chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Quyết, giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hàng tiếp đến phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nó cứ nhảy vậy. Ánh sáng. Kính thưa đồng chí Lê Đức Phong, phó giám đốc chi nhánh quân chúng Hòa Bình, kính thưa đồng chí Văn Mạnh, phụ trách chi nhánh ở chi nhánh kỹ thuật, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các cán bộ công nhân viên Việt Theo Huyện Thủy, thay mặt những người làm quản lý tại Việt Theo Huyện Thủy, tôi xin chào mừng các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em đã về dự phủ phố Tân Liên xuân nhâm dần và chào xuân Quý Mão năm 2023 của Việt Theo Huyện Thủy ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, ngày hôm nay tôi vinh dự được có mặt tại đây trong không khí vui vẻ này đầu tiên. Cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, ban giám đốc các đơn vị Viettel trên địa bàn cùng các đồng chí cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành ủng hộ, đóng góp công sức xây dựng Viettel Yên Thủy trong suốt chặng đường năm qua. Sau đây tôi xin điểm lại một số kết quả mà năm qua chúng ta đã đạt được. Báo cáo đồng chí là về doanh thu năm 2022, doanh thu thì là năm 2022 dự kế đạt 52.189 triệu đồng, tăng trưởng 3.5% so với năm 2021. Về tiêu dùng di động dự kế đạt 27.981 triệu đồng, tăng trưởng 0.7% so với năm 2021. Về doanh thu dịch vụ cố định băng rộng lũy kế năm đạt 1.060 triệu đồng, tăng trưởng 13.19% so với cùng kỳ. Về doanh thu dịch vụ di động cố định băng rộng năm 2022 lũy kế năm đạt 49.041 triệu đồng, tăng trưởng 2.1% so với cùng kỳ năm 2021. Về thuê bao năm 2022 thì báo cáo đồng chí là phần lũy kế thuê bao di động năm 2022 của Viettel Yên Thủy đang đạt là 77.08%. Về thuê bao di động thực lũy kế toàn mạng đạt 42.496 thuê bao. Về thuê bao di động đấu cờ thực lũy kế toàn mạng đạt 32.066 thuê bao. Về thuê bao FTTH thực lũy
kế toàn mạng đạt 6.493. Về thuê bao chủ định thực lũy kế toàn mạng đạt 3.304 thuê bao. Về tổng số chặn BTS trên địa bàn toàn tính đến thời điểm hiện tại thì toàn còn tổng số chặn 4G trên địa bàn cũng đã phủ là 40/40 vị trí chặn. Về hạ tầng cố định băng rộng thì báo cáo đồng chí là lũy kế hết năm 2022 thì toàn địa bàn huyện cũng có 17 vị trí chặn đi bom tương ứng với 1.162 hộ khác và 11.448 cọt và phủ 100% trên địa bàn xóm xã trên toàn huyện. Để có được những cái kết quả tuyệt vời như vậy thì là phần lớn là nhờ vào công lao của đội ngũ cán bộ công nhân viên các kênh như điểm bán hàng trực tiếp, kỹ thuật cửa hàng liên tục trên địa bàn toàn huyện. Kính thưa các quý đại biểu cùng toàn thể giám đốc Dương Văn Thông đến từ Ninh Bình, toàn thể ban giám đốc các ngành các cấp các bạn các cán bộ công nhân viên xin theo quyền năm mới sức khỏe dồi dào, nhanh nháy khó nhìn được lớn hơn nữa trong năm 2023. Cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Quyết, giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hàng trực tiếp huyện Yên Thủy. Để tiếp theo chương trình thì xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Phong, giám đốc chi nhánh.